Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thủy chào lại với quý vị với bản tin nổi bật chiều hôm nay thứ ba. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Gửi trắng chào anh Đinh vâng. Quân. À. Xin chào quý khán thính giả của đài Lê Thơ Sài Gòn TV và xin chào anh Thủy. Anh đến uh, trong một cái ngày nó quá nhiều các tin tức từ quốc tế cho đến nội địa Hoa Kỳ. Uh, mong anh cùng uh, với chúng tôi đưa ra rất nhiều cái tin tức. như uh, sáng ngày hôm nay chúng tôi loan tin là Haiti, Đúng thì à. ông uh, Thủ tướng Đúng. Henry đó, đồng ý từ chức rồi. Đúng. Thì anh cũng nắm à, cũng rất cũng vững về tình hình ở Haiti. Argentina thì ông tổng thống Miley của Argentina đó bởi vị bị tố cáo ông là người ủng hộ cho ông Trump và ủng hộ cái việc mà đô la hóa tiền tệ của Argentina từ peso thành đô la đồng đô la Mỹ luôn đó nhưng mà đến giờ không thành công tất cả những cái lời hứa của ông đưa ra từ ngày bầu cử và một nhân vật rất nổi trội đó bây giờ người dân ta thán chẳng làm được gì hết ở tại uh, NATO thì Thụy Điển đã chính thức hôm qua chúng kéo ta cờ lên, rồi cờ, phải không? Vâng, đúng. Rồi uh, tình hình uh, trong đó có một cái bản tin liên quan đến các loại vũ khí. Họ nói rằng thế giới cung cấp cho Ukraine cái số lượng vũ khí trong hơn 2 năm qua đến giờ phút này chỉ bằng 1 phần 3 số lượng vũ khí mà Nga sản xuất mỗi một ngày. Thưa anh, uh, thứ nhất đó là tình hình của Haiti. C uh, câu hỏi đặt ra như thế này. Ông thủ tướng thì trước áp lực của Hoa Kỳ rõ ràng là bản tin nói là áp lực Hoa Kỳ để ông 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 không thể nào mà trị vì bây giờ ông ông không ông làm gì được hết. Thì và ông làm ngồi đó làm gì nữa trong khi bọn băng đảng ở trong nước barbecue ở trong nước đó, cái bọn cái người thủ lãnh tên là barbecue lại nó nói rằng là không chấp nhận bất cứ một cái đề cương nào của quốc tế cả. Thì anh từ chức đi. Hoa Kỳ ông Anthony Blinken tuyên bố cung cấp hơn 300 triệu Mỹ kim giúp cho Haiti, nhưng mà anh nghĩ rằng liệu rằng có cái sự can thiệp của Liên hiệp quốc và quốc tế vào có ổn định trong khi băng đảng nó quá lớn ở Haiti không anh? Được. À anh nghĩ được. Được. Hả? được. Oh. Tại vì thật ra là Haiti nó là một cái xứ nó rất là nhỏ ừ. chứ không phải là không. Nhưng mà vì vấn đề khó khăn là tại sao? Ừ. Kinh tế không tiến, người ta không làm ăn được, không xuất cảng được, không yeah. gì được. Đó thì băng đảng thì nó mới Vì chính bị... trị trong thời gian qua nó quá ư là hỗn loạn và thay đổi chính phủ quá nhiều đó, mà đó. mà mà không những vậy thì cái tình trạng vấn đề nói tóm đó cái cái đầu tiên đó nếu mà có phải có kinh tế nó tương đối ừ. bình thường tốt á người ta làm ăn được đó thì dễ mà ừ. ổn định, định xã được. hội hơn đúng. Đúng. đúng nếu mà kinh tế mà không tốt chính phủ thay đổi nhiều thì làm sao mà có một xã ừ. hội ổn định được đó là cái mà tôi thấy ông thủ tướng thì ở Jamaica thì bây giờ không tổ chức thì làm gì cũng không dám về nữa Porto không về Rico, nữa à, và không không về nữa thì ừ. bây giờ làm sao bây giờ ừ. thì đối với tôi đó thì thật ra đó Hoa Kỳ có bơm tiền vào đó thì viện trợ thôi viện trợ đó là viện trợ kinh tế nhưng mà muốn có viện trợ kinh tế mà nó làm việc được đó thì cũng phải ổn định thì ngoài cái vấn đề viện trợ kinh tế phải có một cái như là một cái con đường một cái lộ trình cái lộ trình ổn đó ổn định mà, Haiti mà lộ, lộ trình đó cần phải có cảnh sát hay quân đội nước ngoài vào chứ bây giờ hiện giờ ừ. Haiti cảnh quân đội không quả, còn nữa. Cả, dạ, quân đội cảnh sát của Haiti kiệt quệ hoàn toàn. Đúng rồi. Mà một vị... đất nước mà không có quân đội, mà lực lượng cảnh sát thủ đô cũng kiệt quệ, không còn bỏ chạy tán loạn, bị giết hết á, không phải vậy. Anh không. nghĩ sao? Đây? Tại vì mình thấy là ở cái xứ đó thì nó nhỏ thôi, thật ra nó nhỏ thì giải quyết thì cũng được. tại vì vậy tôi mới dám nói là nghĩa là giải nếu, quyết nếu nếu với mà... điều kiện là với Kenya là... can thiệp, Kenya là can thiệp hay lực là lực Liên Hợp Quốc gìn giữ một... hòa bình của Liên Hợp Quốc vào à, Haiti mà anh anh Thụy biết là trong một thời gian khá lâu đó, lực lượng Liên hiệp quốc đã vào Haiti yeah. mà cũng giải quyết một phần nhưng mà cũng gây rất là nhiều yeah. anh biết là tại vì chính lực lượng Liên hiệp quốc đã gây nhiều cái khó khăn cho Haiti nữa chứ không phải là không. Vì vậy đó đây đó người ta gọi người ta tóm tắt đây là Haiti là cái gì? fail state, một cái nước mà hoàn toàn thất bại, yeah. à, không có trật tự, không có không tiền bạc, không có, gì, không hết. có cái gì hết. thì nghĩa là trong nhiều năm nay, Haiti sống là nhờ Liên hợp quốc viện trợ. quý vị thấy không? thành ra cảnh sát cũng vậy, lương cảnh sát rồi quân đội thì bỏ lâu rồi, không không có từ lâu rồi. thì bây giờ thì sao? thì nếu mà các quốc gia bên ngoài mà không có vào đó, Liên hợp quốc không có uh, phải có một cái nghị quyết phải có một cái gì người ta mới vào người ta giúp được chứ tự nhiên mà đâu có phải mà gửi tiền thì dễ thôi ừ. nhưng mà làm sao phân phối tiền làm sao phân phối viện trợ làm sao có kinh tế lại cuồng máy kinh tế lại chạy lại hồi trước tới giờ đó hai ty sống là xuất cảng vào hoa kỳ xuất cảng gì thường thường là đồ may đồ quần áo ừ. nhưng mà lộn xộn thế này thì làm sao? Điện không à, có rồi cứ hết cái cảng Porto Prince rồi nhiều một một chỉ có một vài cảng khác thôi đó là bọn băng đảng đó bao vây hết rồi. Tàu ra tàu vào không có. Như vậy đó Haiti trong thời gian qua chỉ sống tạm bằng cái việc mà sản xuất tự động, mua bán, trao đổi ở trong nước mà thôi. Đúng, vì vậy không đó. Không ai ra vào được hết. Mà vì vậy đó quý vị thấy không muốn có một cái muốn có ổn định đó thì kinh tế phải chạy lại, kinh tế phải chạy lại thì phải làm sao mà suốt cả người ta mang tiền vào người ta làm câu rồi... hỏi kế tiếp đây bây giờ bên tin tức thì nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ một cái uh, thành lập một chính phủ lâm thời mới. Mà chính phủ lâm thời mới này là kế hoạch lộ trình để thực hiện một cuộc bầu cử tự do ở Haiti nhưng mà quan trọng hơn cả là băng đảng họ có đồng ý hay không anh cái đó là vấn đề chính mà tôi tôi thắc mắc đó là rất khó bây giờ đó là quốc tế và họ đã từng tuyên bố rồi họ không muốn có bất cứ một cái sự can thiệp nào từ quốc tế cả mà sẽ là do mà trong đó kể cả tên BBQ này và những cái tên thủ lãnh băng đảng khác cũng muốn nắm trong chính quyền <laughs> thì anh, anh 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 Thụy đừng có quên nhé khi ông đứng đầu băng Đảng này là một cựu cảnh sát viên yeah. chứ không phải là thành giá bây giờ đấy có băng đảng thật nhưng mà hai bên đánh nhau hai băng đảng đánh nhau thì làm sao mà có ấy được thì mà muốn có ngay là một cái tương đối uh -huh. xã hội bình an thì kinh tế phải chạy uh, phải có trật tự họ sốngmận nhưng, nhưng, mà... nhưng mà muốn có kinh tế mà không có chính phủ thì không có lực lượng cảnh sát thì cái chuyện nổi loạn chưa kể vấn đề ma túy vấn đề uh, gái mại dâm nhiều cái tội trạng khác nữa nó xảy ra là ai ổn định cái chuyện đó để phải... cho bọn băng đảng thì... ổn định à không, không thì phải có chịu tôi công nhận <laughs> thì, phải thì có chính phủ cho nên có phải có phải có một cái chính phủ tạm vào. thời cũng được tạm thời tạm cũng thời. được Yeah. nhưng mà nếu mà nói bầu cử liền đó, rất, là à, khó, không, yeah. rất là khó rất là khó chứ không phải là dễ tại vì yeah. trong một tình trạng mà hỗn loạn thế vậy thì làm sao mà có mà mm -hmm. mà mà, mà uh. yeah. đó là chuyện của Haiti mình chờ đợi xem coi sẽ mất bao lâu nữa mới ổn định à, thứ hai thụy điển đã kéo cờ lên rồi đây là một cái tát tay vào mặt Putin bởi Đúng. vì tôi tin tưởng là NATO sẽ thụt lùi tương tự như lúc mà anh lấy 2014 anh lấy Crimea đó nhưng mà bây giờ Thụy Điển lại chính thức làm cho cái NATO nó bành trướng nó lớn hơn nữa và Thụy Điển hứa hẹn cái là hỗ trợ Ukraine hỗ trợ cho NATO trong thời gian tới cái chuyện này đó thì đúng là một cái là ngược đời dạ. cái cớ biết... đó vâng. cái cái cớ của, ừ. của 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 Putin đó ừ. là làm sao cho Ukraine đừng vào NATO dạ. đừng NATO đừng bành trướng mà ngược lại làm như vậy thì ừ. NATO lại bành trướng. Chúng tôi tiếp tục với đề tài này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi.